Bây giờ em chưa có dụng ớt. Thực ra là hiện nay là cái rượu ớt thầy dùng rất là nhiều mà rất có hiệu quả. Cho nên đó là đây là cũng là một cái cơ hội để mình phổ biến cho những cái người ta chưa biết để ta dùng. Mà cái điều quan trọng của nó là nó sẽ cứu sống nhiều người. Thì anh ở đâu? Em ở Củ Chi. Ở Củ Chi, đất thép Thần Đồng đúng không? Không có Thần Đồng, có Củ Chi thôi. Rồi từ đâu mà biết cái vụ rượu ớt? Rượu ớt thì cái hôm mà em tìm hiểu về cái nha đam. Em ngâm nha đam. Ngâm nha đam mình uống thế, vô tình cái dở chúng cái trang rượu ớt của thầy. Nhưng mà em thấy cái trang của thầy là lâu lắm rồi, cách đây 7-8 năm, cả 10 năm luôn rồi. Mà em thấy thầy cứ cười hơ hơ, em không tin. Chết mẹ. Đúng không? Hết không khí, tự nhiên thầy đứng dậy thiệt, em không tin. Nhưng mà lúc em có nghe nói rượu ớt thì em uống cái nước rượu ớt của em làm để em xịt mai, xịt đồ. Nhưng mà em chưa xịt mà em làm 3 năm nay rồi. Em làm luôn, uống luôn. Không, để em kể, em làm một chai ớt này, một chai gừng này, một chai tỏi để ba cái đó kết hợp xịt cho sâu nó chết. Để trị sâu. Nhưng mà em thấy nó thôi mua thuốc xịt cho nhanh. Mà em còn hai chai kia nó hư rồi, còn cái chai ớt này thì em nghe nói rượu ớt ấy, thôi giờ mình lấy lại mình uống thử. Em uống một muỗng, em đi rớt tá tràng. Rớt tá tràng thì từ hồi còn 17, 18 tuổi thôi. Em uống rượu ớt, em uống một muỗng thì sáng mai, thì bình thường em ngủ sáng dậy cánh tay nó tê. Mà cái tay này thì co về là nó cứng nè. Em uống rượu ớt rồi thì sáng sau thì thấy tay nó không tê. Thì co cái tay này thì nó không cứng như vậy mà nó co luôn như vậy. Được rồi. Nó co thành con cò vậy. Nhưng mà mình mở ra được. Thì mình thấy có tác dụng là được rồi. Thì em uống được 2 ngày thì thấy cái lúc uống vô thì cái bụng mình nó trướng lên. Nó không phải trướng mà nó trướng như nó không có tiêu. Lình bình khó chịu. Tại vì em uống sai cách. Thầy rượu ớt em nước ớt. Thì thấy nó sình lên. Thì tối đến em cũng luộc chuối già. Em luộc em ăn hai trái vô để mình cho nó kích thích cái thần kinh mình nó ngủ ngon với lại. Mình dễ đi cầu, tụi mình hai táo bón mà. Em nói táo bón nó khổ. Nó cứ riêng riêng vậy, nó không biết bao nhiêu riêng, nó dính lại nó thành cái cục tròn. Giống như cứ ghê. Mà bây giờ nó đi ra đến đó nó đứng lại. Giống như mình muốn ra nó không ra. Nên bắt buộc mình phải tác động bằng tay mình. Mình em nói thực tế ha. Nên đến đó nó không chịu ra mà mình cứ giờ cứ buông hoài mà nó không có ra. Bắt buộc mình phải lấy tay mình khều cho từng riêng nó ra bớt. Không phải nói tục đâu nha, nói thiệt đó. Nói có ai mà bị dán làm vậy đi không sao đâu, đừng có sợ tay dơ. Uống nước ớt mà không uống rượu ớt không? Cái đó là em có nước ớt em uống thử thôi, mình tự thử của mình có như nào thôi, chứ còn lỡ mình chết thì mình chết chứ có sao đâu. Nhưng mà chắc uống chẳng cái gì uống chết được. Em xịt thuốc rầy, em xịt mấy năm nay mà ăn thua gì đâu. Covid nó còn không xâm nhập được em luôn á. Em không có đeo khẩu trang. Nhưng mà hôm em có bị Covid như vậy em kể có mất thời gian không thầy? Không, tại em kể một câu Covid thôi. Thôi bây giờ vậy đi. Ông tôi hỏi ông cái tác dụng của rượu ớt thôi, chứ còn tôi không cần ông mà nói lòng vòng tại vì còn bao nhiêu người đúng bên trời. Đúng rồi. Thôi vậy là rồi, ông thấy là dùng hiệu quả gì phải không? Có hiệu quả. Về tốt rồi, xin ông tràn pháo tay. Hồi sáng này thầy nhận được một cái tin mừng mà thầy rất là vui. Tức là có một cái chị bệnh nhân ở Nha Trang không có điều kiện vô đây, nhưng mà chị có gọi điện thoại cho thầy sớm lắm, 6 giờ rưỡi. Cô nói là cô bị cái tim mà đặt hai cái stent này, mà khi cô uống rượu ớt vô cô thấy sao mà nó hiệu quả quá. Rồi cô cũng cho mấy cái người bị tim, bị nghe tôi nói tim uống vô thì kết quả cô mừng quá. Rồi cô mới bị cổ gửi cô mua đây hai chai nè. Rồi cái tôi nói bộ chị chế nó không, tôi mua của thầy. Tại tôi thấy thầy bán tới 300 ngàn một lọ là tôi biết chắc chắn là thầy phải làm sao thì cái rượu nó mới bán mắc như vậy. Cái đó là cũng nói thật là thầy không có lấy rượu thường. Rượu của thầy là cái rượu đã loại trừ hết alcohol với etylic rồi mấy cái thứ mà độc tố trong cái rượu. Thật ra cái rượu đó nó mắc tiền lắm, nhưng mà nó lại cái chất lượng nó rất là cao.
Thành thử là tôi nói bà vậy mà cũng 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 được, mà người ta chế cũng được, cũng tùy. Nhưng mà nếu mà có điều kiện thì lấy cái rượu thầy thì chắc chắn một điều là nó phải là bảo đảm hơn rồi. Tại vì rượu bên ngoài nó lung tung lắm, mọi người thấy có nhiều người uống rượu rồi ngộ độc rồi này nọ đủ thứ bên ngoài á, thấy không? Rồi bị nằm viện đồ tùm lum á, là cũng là do cái rượu ngoài nó không có, không có nguồn gốc. Còn rượu thầy có nguồn gốc, có xuất xưởng, có giấy tờ đàng hoàng. Thế thì cô mới kể cái câu chuyện, bị kể câu chuyện để sáng nay là cổ mua 10 chai rượu. Tôi nói bà ơi, rượu ở đây gần hết rồi, ở đây còn có mười mấy 20 chai rồi. Mà tới 15 tây tháng năm này tôi mới xuất xưởng, tại tôi làm chế đúng ngày đúng giờ rồi đo lượng này nọ các thứ rồi tôi mới cho xuất. Thành ra là rượu kia này thiếu rồi. Mà bà mua chi dữ vậy? Bà nói không phải, tại vì có một cái trường hợp, một cái bệnh nhân á là bị suy tim rồi sau đó bị suy thận luôn. Mà khi mà bị suy thận á thì bị phù người lên hết rồi, thì đi bệnh viện bác sĩ đưa về rồi nằm chờ chết. Thì mọi người á đến đã chuẩn bị lo tang lễ đồ cho cái ông anh đó rồi, mà như này Việt Kiều Mỹ đó. Thành ra là mọi người chuẩn bị hậu sự hết rồi. Thì bà mới tới thăm, thăm cái bà mới nói bây giờ á là chết thì cũng đã chết rồi, thôi bây giờ thử liều này coi. Thì bà là tôi nói liều gì? Bà nói tôi cho 2 muỗng ớt luôn. Trời ơi, người ta đang bệnh nặng vậy mà cho 2 muỗng ớt luôn. Thì ông bà nói thôi tôi cho liều luôn, tôi cho 2 muỗng ớt rồi ăn với bỏ dưa xí chua trộn vô hãy có chết chết luôn. Mà cũng không ai nói, mà mấy gia đình cũng quyết định cho bà ông này chơi phút cuối ăn là rượu ớt chết luôn. Ai về đâu ăn xong thì ổng buồn ngủ, vì thực ra cái rượu, riêng cái rượu này nha, là ở nhà tôi á mà rượu mà chưa có ngâm ớt á, chỉ cần mất ngủ thôi lấy một ly ra uống ngủ liền. Cái rượu này ác chiến vậy đó chứ, cho nên á là cái anh đó về anh uống cái buồn ngủ ngủ rồi cái tối anh về anh ngủ luôn một giấc cho tới sáng thức dậy. Ông nói ủa sao khỏe quá vậy, chưa chết. Thế thì ở nhà mới cho ông uống là liên tục. Bà nói bà có 2 chai, bà đang uống chai còn chai bà xách bà tặng cho bên đó 1 chai. Thì uống trong vòng 4-5 ngày nay thì ông này giờ khỏe re đi đứng bình thường. Cái ông nói trời ơi mày chết mà giờ là cũng sống lại được. Thành thử là ông mới nói, bà mới nói là bà gửi mua 10 chai nữa để gửi về bên Mỹ nữa, rồi gửi cho ông đó xách đi nữa. Thì thầy mới có một cái lời mà nói với mọi người á, là từ trước tới nay thầy chưa bao giờ nghĩ có một cái lời thuốc mà nó đơn giản rẻ tiền mà hiệu quả vậy. Rồi bản thân của thầy là bị cái tim mà đó mệt lắm, thấy không? Mà uống thuốc bao nhiêu năm rồi, mình thì thuốc mình đâu dám bỏ thuốc, thấy không? Người ta bệnh nhân người ta còn, người ngoài người ta không trong cái ngành y tế người ta còn dám bỏ chứ mình đâu dám bỏ, thấy không? Vậy mà khi mà thầy uống vô là thầy nói chưa bao giờ thầy có thấy một cái loại thuốc nào mà nó hiệu quả vậy. Những cái mệt mỏi, những cái gì của mình giờ nó biến mất hết, những cái đau đớn của mình biến mất hết. Cho nên thầy mới nói là chứ khuyên cho mọi người là cố gắng, nếu như mà rượu mà mình tìm không có nguồn gốc thì thôi chịu khó tốn ít tiền mua ở đây. Còn người nào mà có rượu mà ta chế ở, nhất là ở quê người ta nấu rượu gốc rồi đó, mà mình biết bảo đảm an toàn thì mình lấy ra làm đó thì nó rẻ hơn và nó dễ làm hơn. Thì thầy có lời khuyên vậy thôi. Rồi ở trong mình đây là có ai hổm rày đã dùng rượu ớt chưa? Có. Mà có hiệu quả đó. Anh phải không? Mời mà anh lên đây. Lên đây anh nói. Anh xích qua chút xíu để cho ông này chia sẻ. Tại vì sở dĩ tại sao tôi kêu mọi người chia sẻ, tại vì ở trong cái cuộc đời mình á, mọi người biết á, là làm công đức là gì không? Làm công đức là không phải lấy tiền cho ta. Làm công đức không phải là đem của cả cho ta, mà làm công đức là mình nói lên một cái lời tốt, mà lời tốt nó cứu được nhiều người. Thí dụ như là cái cô mà ở ngoài Nha Trang cô nói á, thầy quý cô vô cùng, thầy nói trời ơi tôi cảm ơn vô cùng nha. Thấy không? Tôi không ngờ rằng là có một cái liều thuốc mà hay mà lại đi phổ biến. Nhưng mà chưa, ở đây nè, cái ông mà dễ thương nhất nè ở Bình Phước vừa rồi mới cho thầy 2 dây mít, 2 trái mít. Ổng á là bị Parkinson 10 năm rồi.
mà Parkinson ổng uống ổng lại khỏi. Cho nên mỗi lần lên đây thầy phỏng vấn, thầy nói ông nói đi, bây giờ nhiều người bị Parkinson lắm mà người ta không có thuốc để chữa, mà những người mà uống cái rượu ớt này rồi, chườm đá rồi, người ta đỡ nhiều lắm. Còn ông này chắc có lẽ trời thương ổng, bây giờ ổng đi không được, mà giờ ổng đi được, ổng chạy luôn mà ổng chữa bệnh. Rồi anh ở đâu lần? Dạ thầy, dạ em ở Phú Quốc. À Phú Quốc. Cái đợt trước không có đi vô đó. Ôi à. Nhớ không thầy, nhớ không? À đi với một... Không, cái một mình à. Một mình à. Hả? Ồ, rồi. Rồi thì hồi đó có cái chuyện này đó. Ủa rồi, bây giờ ông đi Phú Quốc cũng vô, giờ đem vô một mình luôn. Vô mình luôn. À rồi. Vô tiếp tục học nữa. Rồi ông quay làm gì vậy đó? Không phải, bây giờ cũng không có làm gì, cũng lớn tuổi rồi, cũng ở nhà. Không có. Không, trước đây hả? Thứ bảy nè, thứ bảy nè, thứ bảy nè, học không? Học. Thứ bảy này học. Học tại vì lớp chuyên sâu học cơ đúng rồi luôn. Tại vì ông ở xa. Dạ. Ông ở xa, ông chịu khó ông lên học cái này đây. Rồi tại vì ông học hết mấy cái lớp đây xong á, tụi này cấp cái giấy. Rồi đây hướng dẫn cho cái học cái thêm cái khóa nữa. Dạ. Để có cái giấy rồi về vào đó làm cái đơn xin phép được về mở chỗ chữa bệnh cứu người ta. Dạ. Đấy, mình làm khối giấy tờ đàng hoàng. Để người ta đừng nói mình làm bậy bạ mà mình xin phép chính quyền cho phép. Đừng có lo cái đó. Dạ. À. Thì cái đó thì tụi này sẽ hỗ trợ cho, có gì nó kiên giúp cho. Cái đó là thầy đó, giúp đỡ là tốt đó. Cái đó được. Ở đây ta làm nhiều lắm rồi. Ở Hà Nội tôi giờ hổm đầy để cho mọi người làm hết rồi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ bệnh uống cái rượu ớt uống thấy sao? Uống rượu ớt thì... Bị giờ bị bệnh gì? Không. Ở đây trước đây là bệnh... nhịp tim đập uống 5 cái, nó nghiện cái đó. À đó là giống như tôi á. Ngoài tâm thu đó. Ngoài tâm thu á. À đấy. À, với cái tay nó hơi rung, là rồi, rung. Cái tay hơi rung à, rung là cái dấu hiệu của cái Parkinson rồi đó. Đó. À, rồi thì chứ đau dạ dày, tá tràng nữa. Mà em muốn tới nay là hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng rồi. Uống được hơn 1 lít rưỡi rượu ớt rồi đó. À, rồi. Ừ. Thấy bây giờ thấy trong người nó cái bệnh tim đó, thấy nó khỏe rồi. Nó khỏe lại rồi. Đi đi khám thì thấy không có dấu hiệu nhiều, cũng giảm cũng 90% nữa rồi. Ồ hay quá, do tràng phổi tan. Bây giờ cái ngoại ngoại tâm thu bây giờ không có còn nữa nè. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là cái rung này thì sao? Rung cũng hết luôn rồi. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Cái bệnh cái nổi đồ hồi nè, bây giờ nó cũng mờ đi. Nó nhạt đi hết. Nhạt đi hết. Yeah. Cái da nó cũng sáng lại luôn. Mọi người biết là cái đồi mồi mà nhạt là gì biết không? Là nó chống lão quá luôn. Chống lão quá đó. Tại vì mình lão quá. Yeah. Nhưng mà riêng tôi thấy là tôi nhớ ông rồi. Yeah. Lần trước cái tay ông rung với cái đầu cũng rung nhiều lắm. Yeah, yeah. Mà bây giờ là bây giờ ổn về là mừng lắm rồi. Yeah. Ráng uống sao cho hết. Hồi xưa cái tôi là cũng bị nổi nhiều nè. Nhiều mà giờ nó sạch hết rồi. Yeah. Giờ nó còn có vài đốm thôi. Yeah. Thì cái đó vậy là riêng cái rượu ớt nó cũng làm cho mình chống lão quá. Thế không, nó đâu cần gì đâu mà thuốc mà quý gì đúng hay là mua cái gì đó đông trùng hạ thảo cả đóng tiền mà chắc gì hiệu quả, thấy không? Đó, thành thử là riêng của anh là đã ổn cái rung tay rung người mặt rồi đó, mà cái ngoại tâm thu hết nữa. Rồi chúc mừng, rồi cảm ơn nhiều nha. Rồi thôi, rồi mọi người đây cái làm gương ở đây rồi.